Hiếu, năm nay mình học lớp 12. Hiện tại mình sinh sống tại Hà Nội. Mình đang rất nhàm chán với kiểu tóc cũ của mình. Nhưng vì ngồi trên ghế nhà trường nên mình không thể nhuộm những được màu tóc nổi. Nên ngày hôm nay mình quyết định tới Barber Style để trải nghiệm kiểu tóc uốn cong sâu xem nó như thế nào. Uốn texture là kỹ thuật uốn sử dụng kẽm nhung hoặc giấy bạc để uốn phần trên tóc nhưng không được gây tác động lên phần ngọn tóc. Với kỹ thuật uốn con sâu mới này, layer sẽ được khoác lên mình một chiếc áo mới, sẽ không còn là layer đơn giản, thư sinh nữa mà sẽ là kiểu tóc layer hoang dại, độc đáo và mới mẻ. Bởi sự khác biệt về cách uốn nên kỹ thuật này giúp cho tóc nhìn dày dặn một cách rất tự nhiên. Cũng giống như những kiểu tóc yêu cầu độ bồng thì layer thông thường sẽ không được đẹp hoàn hảo đối với những người tóc mỏng thưa, nhưng với layer texture đó chính là giải pháp hiệu quả dành cho những bạn tóc mỏng. Mình thấy kiểu tóc này rất đẹp và phù hợp với phong cách của hiện tại của mình bây giờ, và theo mình đây là sự lựa chọn thích hợp với các bạn học sinh.